Cô chào các bạn, hôm nay cô sẽ luộc thịt ba rọi này. Ba rọi cô sẽ chua này, bây giờ cô sẽ luộc ba rọi để ăn với tôm chua nha các bạn. Giờ cô sẽ đi luộc nha. Bắt nước sôi rồi này, giờ cô sẽ cho vào hai củ hành nha. Sổ luộc thì giờ cô sẽ cho ít còn lá thơm ngon vào. Cô nước lạnh để cho nó trắng thịt nè. Cô ngâm thịt bây giờ cô sẽ vớt ra nha các bạn. Cô sẽ sắp thịt nè. Giờ thịt cô sắp xong rồi này các bạn. Thịt ba rọi này chúng ta ăn với tôm chua rất là ngon nha. Tôm chua, rau, bánh mướt. Các bạn xem video cô cho cô một like nha. Tình cảm. Thì cô sẽ làm nước sốt để chấm thịt nha. Cô bỏ ớt vào này, cô bỏ hành, bỏ tỏi vào rồi thì cô sẽ giả một xí muối này, cô sẽ giả cho từng ớt vào nè, mắm vào nha. Giờ cô sẽ cho hành phi vào nha. Vào cho nó thơm nha các bạn. Đầu cô sẽ cho ra chén nha. Mời các bạn cùng dùng với cô nha. Ngon quá các bạn ơi.